Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mạnh Quỳnh diễn cùng Tuyết Nhung con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Đêm nhạc thương cha của ca sĩ Mạnh Quỳnh cùng với hai con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Tuyết Nhung và Thiên Ngân đã diễn ra tại một phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Thương cha là một ca khúc mới của ca, nhạc sĩ Mạnh Quỳnh lần đầu được ra mắt khán giả trong đêm nhạc. Điều đặc biệt, sau khi Tuyết Nhung và Thiên Ngân hòa giọng cùng Mạnh Quỳnh trong ca khúc mới này thì đã mời người bạn tri kỷ của mẹ nán lại sân khấu và bày tỏ chúng con đã mất một người mẹ bây giờ chúng con muốn thay đổi cách xưng hô với chú chú cho con gọi chú bằng một tiếng cha được không ạ à? nhìn sâu thẳm trong đôi mắt của chú chúng con thấy được bóng dáng của mẹ nhung đáp lại lời ngỏ từ hai cô con gái của người tình âm nhạc mạnh quỳnh cho biết rất tự hào và thương các con của phi nhung nam ca sĩ nói chú thương hai đứa con lắm nên bây giờ chú đồng ý mạnh quỳnh cũng chia sẻ thêm Thật ra, chú không bằng và cũng không thể nào thay thế được người mẹ thân yêu của các con là nữ ca sĩ Phi Nhung trong lòng quý vị khán giả. Mạnh Quỳnh ở đây với tư cách của một người bạn sẽ cố gắng hỗ trợ cho các con của Phi Nhung bằng khả năng của Mạnh Quỳnh, bằng khả năng của một người cha. Trong thời gian qua, Mạnh Quỳnh dành nhiều thời gian và tâm huyết cho đàn gà con, cách anh gọi các hậu duệ của cô ca sĩ Phi Nhung. Thời gian ở Mỹ anh vẫn thường xuyên gọi điện thoại hoặc video cô là để tâm sự hay chỉ bảo cách hát, cách diễn và cùng thu âm với đàn gà con. Anh cũng sáng tác nhiều ca khúc riêng Donny đóng giày cho các con của người bạn tri kỷ. Mạnh Quỳnh tiết lộ sắp tới đây, Thiêng Ngân sẽ ra mắt công chúng một ca khúc riêng do anh sáng tác tặng con. Quỳnh Trang, một trong những người con nuôi của cô ca sĩ Phi Nhung cũng bất ngờ xuất hiện tại đêm nhạc và hát chung với các em ca khúc lời du cánh cò. Quỳnh Trang tiết lộ do lịch trình công việc nhiều nên cô không dám nhận lời tham gia chương trình cùng chú Mạnh Quỳnh và các em. Hôm nay, xong việc cô vội chạy xe từ Tây Ninh về phòng trà để kịp chúc mừng Mạnh Quỳnh cùng Thiên Ngân, Tuyết Nhung có một đêm nhạc thành công. Mạnh Quỳnh cho biết ban đầu, anh dự định làm đêm nhạc cùng ba cô con gái của Phi Nhung nhưng do Quỳnh Trang có lịch trình khá bận nên đành lỡ hẹn. Anh chia sẻ với khán giả niềm tự hào về sự trưởng thành của Quỳnh Trang. Xuất hiện bất ngờ, Quỳnh Trang bày tỏ, chú Mạnh Quỳnh không có trách nhiệm phải dìu dắt, nâng đỡ cho chúng con. Mỗi lần về Việt Nam, đáng ra chú chỉ cần chăm sóc bản thân và tập trung cho những buổi biểu diễn của mình thôi. Nhưng với tình cảm dành cho mẹ Phi Nhung như một người tri kỷ, người đồng nghiệp thân thiết suốt mấy chục năm, thì sau khi mẹ mất, chú là người đã chỉ dạy, nâng đỡ dìu dắt tụi con rất nhiều. Mặc dù ở nước ngoài, nhưng chú vẫn thường xuyên theo dõi từng bước đi, hoạt động và xem những sản phẩm của tụi con. Nói về sự quan tâm dành cho các con nuôi của Phi Nhung. Mạnh Quỳnh tâm sự tuy đây không phải là trách nhiệm của mình nhưng là sự hỗ trợ về tinh thần cũng như tấm lòng dành mà anh cho những đứa con của Chi Kỳ. Tại đêm nhạc, Mạnh Quỳnh đã trình bày loạt ca khúc Xin gọi nhau là cố nhân, gặp lại cố nhân giọt lệ sầu, khóc tình u mê, đoạn buồn đêm mưa, một lần giang dở. Đồng thời giới thiệu đến khán giả ca khúc mới và là ca khúc chủ đề của đêm nhạc mang tên Thương Cha. Được mệnh danh là người tình âm nhạc, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh cùng nhau xuất hiện trên nhiều sân khấu, chinh phục khán giả với những màn song ca tuyệt đỉnh. Nữ ca sĩ Phi Nhung đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Nhắc đến Phi Nhung, khán giả chắc hẳn sẽ lập tức nghĩ tới những màn song ca đầy ăn ý giữa cô và danh ca Mạnh Quỳnh. Đây là cặp đôi từng làm mưa làm gió trên khắp các sân khấu lớn nhỏ. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh khi kết hợp với nhau được xem là hiện tượng hát đôi của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero với các ca khúc như Dù Anh Nghèo, Sầu Tím Thiệp Hồng hay Hai Đứa Nghèo. Do kết hợp với nhau quá ăn ý và quá tình cảm, Phi Nhung Mạnh Quỳnh cho tới giờ vẫn là một cặp tình nhân mà nếu như tách riêng, mỗi người đều khó có thể tìm thấy ai thay thế đối phương trong âm nhạc. Tháng 12 năm nay là tròn 20 năm mình đứng chung trên sân khấu với nhau rồi bạn nhỉ. Từ những ngày đầu hai đứa ốm nhom kết hợp với nhau bài song ca Dù Anh Nghèo, giã từ thế kỷ năm 1999 cho đến hôm nay. Chúng ta đã để lại cho đời, cho người bao nhiêu bài hát, trích đoạn cải lương, tùm cải lương và tân cổ giao duyên. Tính đến nay mình đã đi chung với nhau, vượt qua bao thăng trầm. Mình sẽ làm gì đây trong những ngày sắp tới? Cho những khán thính giả trung thành thật sự của mình suốt 20 năm qua đây. Bạn thay mình lo mọi việc được không? Mình luôn cầu mong cho bạn mọi điều tốt đẹp. Chúng ta luôn mãi là người tình trên sân khấu, người bạn diễn ăn ý nhất và cũng bá đạo nhất hành tinh bạn nhé. Mạnh Quỳnh từng chia sẻ cảm xúc về 20 năm đứng chung sân khấu với Phi Nhung trong một bài viết trên trang cá nhân vào năm 2019. Trong khi đó, Phi Nhung từng tiết lộ danh ca Mạnh Quỳnh là một người hiền lành, chỉn chu và rất quan tâm chăm chút ngoại hình. Dù là một cặp song ca ăn ý, hai người vẫn thường xảy ra mâu thuẫn trong quá trình hợp tác. Phi Nhung chia sẻ, khi bước ra sân khấu cả hai rất hợp nhưng đằng sau sân khấu phải nói là cãi lộn dữ dội luôn. Mỗi lần thu là mỗi lần gây lộn, thiếu điều muốn đánh nhau, nhưng khi ra sân khấu là cả hai nương lẫn nhau. Khi cãi thì Quỳnh phải hiểu tính tôi và ngược lại, trong cánh gà không đứa nào chấp nhận cái sai hết nhưng ra sân khấu lại tự nhận ra được cái sai của mình. Và sau đó tự giác đi theo nhau nhắc về những bức ảnh chụp chung ngày xưa của mình và danh ca Mạnh Quỳnh, nữ ca sĩ hài hước cho hay, hồi đó Mạnh Quỳnh tự cao lắm, tôi rất ghét điều này. Có những hình tôi và anh ấy chụp chung là tôi bắt ông ấy mới chụp. Ông ấy thích những cái gì riêng thôi nên tôi bảo Mạnh Quỳnh là người đàn ông bảo thủ. Giọng ca sâu tím thiệp hồng nói thêm, bảo thủ mà còn khó chịu lắm. Đi hát sâu mà kim chỉ màu gì là đều có hết luôn, tính ông là vậy, còn tính tôi là không mang gì hết mà chỉ đi xin ông ấy thôi. Mới đây... Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời tại bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 28 tháng 9. Sau một thời gian chống chọi với Covid-19 khiến nhiều bạn bè và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và xót thương. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết từ khi ca sĩ Phi Nhung mất, người hâm mộ cô dành nhiều tình cảm cho anh nhưng cũng có lúc đẩy anh vào tình huống tồi tệ. Chia sẻ với báo Người Lao Động, ca sĩ Mạnh Quỳnh khẳng định anh đã lặng thinh một năm nay kể từ ngày ca sĩ phi nhung qua đời tuy nhiên anh càng im lặng nhiều người lại càng làm tới chửi bới anh thậm tệ ca sĩ mạnh quỳnh cho biết khi ca sĩ phi nhung qua đời anh cũng thấy đau khổ mất mát bởi phi nhung không chỉ là người song ca ăn ý trên sân khấu mà còn là bạn rất thân trong cuộc sống anh cũng hiểu tình cảm và cả mất mát của nhiều khán giả những người yêu mến phi nhung khi cô qua đời sau đó ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận được nhiều lời đề nghị song ca với các giọng ca nữ khác. Tuy nhiên, khi anh song ca với bất cứ ai, anh và cả ca sĩ đó đều trở thành đề tài bị chỉ trích. Tình trạng này đã diễn ra suốt một năm qua. Ban đầu, anh cũng chọn cách im lặng vì cho rằng nếu mình không quan tâm thì chỉ một thời gian sau, nói chán người ta sẽ không nói nữa. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng đó vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi cũng như gia đình. Người thân hỏi tôi sao xưa giờ làm nghề không có điều tiếng gì mà nay lại nhiều thị phi đến thế. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao, anh nói. Bên cạnh đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết khi Phi Nhung qua đời, còn một số việc chưa hoàn thành như xây trường Việt ngữ ở Mỹ, giúp chùa và hướng dẫn cho hai con nuôi theo nghề hát là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nguyện vọng của Nhung tôi cũng muốn nói rõ tôi sẽ giúp nhung hỗ trợ các con nuôi của cô ấy theo khả năng chứ không phải thay cô ấy chăm sóc các bé tôi cũng có gia đình và cuộc sống của mình tôi chỉ làm được đến đâu tốt đến đấy mà thôi nhiều người buộc tôi phải thay nhung chăm lo cho các con của cô ấy tôi nói thật tôi không làm được nhưng tôi sẽ cố gắng giúp các bé trong điều kiện của mình nếu các bé cần ca sĩ mạnh quỳnh khẳng định cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại